và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Khủng khiếp vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương làm ít nhất 12 người chết. Tiếp tục cập nhật tin về vụ cháy tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến 8 giờ ngày 7 tháng 9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các thi thể bên trong đám cháy. Các thi thể đang lần lượt được tìm thấy và đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi trong các thi thể có cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận đã cập nhật được số người thương vong trong vụ cháy quán karaoke An Phương ở thành phố Thuận An. Thống kê ban đầu, có 12 người chết, hai người bị thương nặng, hơn 10 người được đưa ra ngoài an toàn. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa An Phú, lúc tiếp nhận các bệnh nhân, tâm lý họ hoảng loạn, chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương. Có một cai chấn thương sò não được chuyển viện. 3 ca chấn thương nặng và 7 ca chủ yếu bị ngạt khí. Hiện tình hình sức khỏe đã ổn định. Hiện tại, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo địa phương vẫn đang túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm thi thể.